Con nối dõi, tác giả Du Phong Vân, tập 3. Hôm nay đi học về trễ. Hồi sáng cô không có đi xe máy mà đi taxi vì bị trễ giờ. Đến chiều thì đi xe ôm công nghệ. Tài xế dừng xe trước cửa nhà, cô chưa kịp mở cổng đi vô thì đã nghe có giọng đàn ông hơi quen vang lên. Quà! Quà! Nhìn về nơi phát ra tiếng nói, mẹ ơi, là cái tên Cường. Thấy hắn ta, cô lật đật muốn mở cổng đi vào thật nhanh thì lại nghe hắn ta nói lớn. Em mà đi vào ngay bây giờ, anh sẽ đứng ở dưới nhà kêu cười đến khi nào em ra thì thôi. Chơi mà chơi hù, chắc tưởng bà này sợ mày hả? Tay cô chợt dừng lại, trong lòng có lửa giận bùng lên. Trừng mắt về phía hắn, cô quát. Anh muốn quấy rối đúng không? Ok, tôi đã báo công an còng đầu lên phường ngay bây giờ. Ở đây là khu an ninh cao, định giở trò hay sao? Vừa nói vừa lấy cái điện thoại ra định gọi thiệt. Tên này phải để công an bắt một lần cho bỏ cái thói nhây như đĩa đói. Nghe nói vậy, tên Cường liền nhào đến chỗ cô. Hắn ta nắm tay rồi gấp gáp nói. Em đừng có gọi, anh chỉ muốn thăm hỏi em thôi. Em mở Zalo của anh đi. Em đã chặn rồi. Anh muốn hỏi thăm em và con thôi mà. Em mở Zalo ra cho anh đi. Anh hứa sẽ không có đến đây tìm em nữa. Anh hứa đó. Cô dùng tay ra khỏi tay hắn, định tống cho hắn ta một cái thì từ sau lưng nghe được cái giọng đanh thép của mẹ chồng truyền tới. Wow, ai vậy? Phía sau lưng tên Cường, con Kim với con Phụng cũng xuất hiện bất thình lình. Anh Cường! Trời mẹ ơi, cái quái gì vậy đây? Cô và tên Cường đứng giữa mẹ chồng và bọn con Kim. Cô thì lo nhìn về phía mẹ chồng, liền quên mất con Kim cũng đang đứng sau lưng. Lúc thấy được mặt nó thì nó đã giơ tay tát cho cô một cái vào bên má, kèm theo đó là giọng quát gân cổ. Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi hả? Quà! Mày có chồng rồi thì sao còn đông đưa với Cường? Con bà mày, đàn bà chắc nết. Nó vừa quát vừa định tát. Cô đâu phải cái đứa ngu mà chịu đứng cho nó đánh được. Hồi trước cô có bầu thì không nói đi, còn lần này thì đố với con điên này nó chạy được đằng nào. Con Kim chung tay, cô liền cong chân đạp cái hự vào bụng nó khiến nó loạn choạng muốn ngã ra đất. Thấy con Kim không để ý, cô liền phi đến dục tới tấp vào mặt mũi nó. Không cần biết mắt mũi miệng nó nằm ở đâu, cô cứ cong tay mà đấm. So với cái tát hồi nãy nó đánh cô, thì mấy cái đấm này nó mạnh hơn rất nhiều. Con Phụng bay vào kéo cô ra, tên Cường thì lấy thân mình ra che chắn cho con Kim. Cô bị yếu thế trước ba đứa nó, cô liền hét ầm lên. Báo làng nước ơi, giàn cảnh cướp đồ, cứu tôi với, cứu tôi với. Con Kim lúc này như chó điên lên cơn dại, nó vòng qua người tên Cường rồi lao vào sâu xé tiếp tục. Một mình nó thì cô không sợ, đằng này tụi nó chơi mất dạy, một con ôm cô lại, một con thì thẳng tay đánh. Chơi cái kiểu này thì cha cô là quân nhân đánh cũng không lại chứ nói gì là cô. Ba bốn cái tát liên tục vào mặt cô, con Kim còn bắt thằng Cường lấy điện thoại ra quay clip lại, mà thằng Cường nói hèn còn hơn chữ hèn. Con Kim trừng mắt nhìn nó một cái, nó đã cong quíu đuôi lấy điện thoại ấn quay. Cô nhìn tụi nó, trong lòng vừa tức vừa cảm thấy bất lực ghê gớm. Lúc này mà có con Kiều thì nó tổng cho gãy răng hết cả lũ này. Chơi ba đánh một, chơi vậy và chơi một mình đi chứ chơi với ai. Con mẹ mày, quà, mày đánh tao hả? Nè mày đánh nè cho mày chết. Con Kim chưa nói dứt lời thì đằng sau cô, mẹ chồng đã cầm cái chổi chà quét sân dục dục vào mặt con Kim. Cả con Phụng đang ôm cô cũng bị bà vút cho hai ba vố lên đầu. Bà vừa dục tụi nó vừa quát ầm lên. Bớ bà con ơi, lũ này ức hiếp người, kêu bảo vệ giúp tôi đi, ai kêu bảo vệ giúp tôi đi.
Cô nhìn mẹ chồng, chưa bao giờ cô cảm thấy bà đáng yêu như lúc này, để không phụ lòng mẹ đã chạy ra đỡ đạn cho cô. Cô thừa thắng xông lên, tay chụp lấy cái đồ hốt rác mà xúc thẳng vào miệng bọn con Kim. Cô vừa xúc vừa quát với mẹ chồng. Con xử con này, mẹ con kia. Mẹ chồng cô gật đầu, bà gằn giọng. Mày để con tóc dài đó cho mẹ, bổ lão. Một mẹ chồng, một nàng dâu, hai người có hung khí nên bọn con Kim đau đánh lại. Thằng Cường cũng bị cô giấu cho mấy cái, cô đập cái đồ hốt rác muốn bể tan tành. Đầu cổ bọn con Kim cũng không còn ra cái thể thống cống rãnh gì nữa. Cô phun một bãi nước miếng rồi cười nhếch môi hét lên. Cái hốt rác này bình thường là để xúc phân, nhưng hôm nay tao lấy tao xúc cái não của tụi mày. Tụi mày mèo mã gà đồng, đuôi chuột quấy lỗ mỡ cắm cho tao mấy cái sừng, rồi bây giờ còn đến đập phá kiếm chuyện hả? Cô mẹ mày, lên phường mà trình bày. Con Kim với con Phụng bị đánh la hoài quái, riêng thằng Cường thì trốn đâu mất dạng không thấy mặt. Chắc là thấy tình hình không ổn nên hai đứa tụi nó kéo nhau chạy mất. Cô thì muốn dí theo rượt cho một trận nữa, nhưng mẹ chồng cô thì ngăn lại, nắm cổ tay cô giữ lại và lườm nguýt. Được rồi, tụi nó đi rồi, không cần đuổi theo đâu. Mặc dù muốn lôi cổ tụi nó để hỏi cho ra ngô ra khoai mọi chuyện, nhưng mẹ chồng cô đã nói như vậy thì cô cũng thôi không có làm lớn chuyện nữa. Cho đến khi bọn con Kim trốn mất dạng thì bảo vệ mới chạy tới. Mẹ chồng cô trao đổi với mấy chú bảo vệ xong thì lôi cổ cô vào nhà nói chuyện. Hàng xóm xung quanh ai về nhà nấy như chưa có chuyện gì xảy ra. Mẹ chồng cô ngồi trên ghế, cô thì đứng trước mặt bà quý rụt cổ không dám ngẩng đầu lên nhìn. Một bên mặt tự dưng cảm thấy răng rác khó chịu, khi hồi nãy không sao mà bây giờ mới thấy nó có sao. Đưa tay xoa xoa bên má của mình, cô có chút giật mình khi nghe mẹ chồng cô hỏi. Bây giờ mới thấy đau hả con? Con ngẩng cái đầu lên nhìn mẹ đi nè. Nghe lệnh của bà, ngẩng đầu lên từ từ, giọng cô ấp úng. Dạ con... Con sao? Chuyện hồi nãy là sao? Người thanh niên nắm tay con ngoài cửa là ai? Còn hai đứa kia nữa là sao? Nhìn bà biết là khó có thể giấu được, cho nên cô đành nói thẳng ra hết. Chuyện... Cái thằng ngoài cổng là người yêu cũ của con, còn hai con nhỏ hồi nãy là từng là bạn thân chơi chung với con. Mẹ chồng cô trố mắt nhìn, cô thấy bà hình như có chút không có kiên nhẫn được nữa. Thấy vậy cô liền nói tiếp. Mẹ nghe con nói hết cái đã. Mẹ chồng rót một ly nước trà tu hết, bà hậm hực trả lời. Con nói đi, mẹ nghe. Hít một hơi rồi nghiêm túc kể về sự tích cắm sừng của thằng Cường và con Kim. Vừa nói cô vừa quan sát sắc mặt của mẹ chồng. Hễ mà bà cau mày cái nào là ruột gan cô như muốn xoắn hết vào nhau vì sợ. Kể xong cô lại dẻo miệng chốt hạ một câu. Con là con gái của bộ đội, ba con là người kỷ cương ngay thẳng nên tụi con cũng vậy. Cái thằng chó người yêu cũ con chia tay ngay khi biết nó qua lại với bạn thân con. Mãi sau này con lấy anh trực rồi mà tụi nó vẫn phá. Cái thằng người yêu cũ cứ muốn tìm con nói chuyện. Mẹ, con thật sự vô tội. Con không hề muốn gặp mặt tụi nó. Nói xong, cô lại căng thẳng nhìn mẹ chồng. Thấy cô nhìn chăm chú, bà tằn hắn một tiếng rồi mới cất lời. Thì ra là mẹ không có biết con cũng lanh lẹ như vậy. Sao trước giờ mẹ thấy con ít nói lắm mà. Cô nở nụ cười sượng trân, giả lả. Tại vì mẹ con mình ít nói chuyện với nhau, nên mẹ mới không có biết là con nói nhiều, mà do con lúc trước sợ mẹ nên không có dám bắt chuyện. Bà liếc nhìn cô, ánh nhìn cũng không còn bực dọc như hồi nãy nữa. Thật ra thì cô cũng không có nói cái gì dối lòng mình, kể cả chuyện cô ít nói với bà cũng là sự thật. Tính cô không phải trầm tính mà loại hòa đồng nhanh nhạy. Trước kia là do có bầu rồi cộng thêm việc mẹ chồng không có thích cô nên ngại cô không có muốn nói chuyện với bà. Sau này còn sinh ra mấy cái chuyện khúc mắc khi mang thai, cô lại càng không muốn mở miệng nói chuyện gì với bà nữa. Mãi đến hôm nay mới có dịp hai mẹ con nói chuyện với nhau. Dù là nói chuyện trong tình hình căng thẳng, nhưng dù là vậy cô vẫn cảm thấy hai người có chút tiến triển về mặt tình cảm. Căn bản là mẹ chồng cũng không có quá ghét cô,
Điển hình là khi bà thấy người khác đánh cô, dù không biết ất giáp gì, nhưng bà cũng phi vào đánh túi bụi giúp cô gỡ dây. Con nói có thiệt không? Nghe mẹ chồng hỏi, cô liền ra sức gật đầu. Con không có nói dối mẹ đâu. Nếu mẹ không tin, mẹ gọi cho anh Trực hỏi là rõ liền đó mẹ. Nghe nhắc đến con trai vàng, con trai ngọc, mẹ chồng mới tạm tin tưởng nhìn cô. Nếu vậy thì để mẹ hỏi lại thằng Trực. Con đi lên tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm. Dứt câu, bà nhìn lướt qua cô một cái, rồi mới thong dong đi vào trong phòng. Cô đứng đây nhìn theo bà, môi cũng nở nụ cười hài lòng. Xem ra thì mẹ chồng cô cũng đâu có khó tính lắm đâu. Tối hôm đó, cô chuẩn bị đi ngủ, mẹ chồng còn kêu chị bếp đem sữa lên phòng cho cô. Thấy tình cảm mẹ chồng nàng dâu có chút tiến triển, tới chị bếp còn vui nữa là nói gì đến cô. Sau cái vụ đánh nhau trước cổng nhà, tên Cường gần như không có lãng giảng đến trước mặt cô nữa. Riêng con Phụng, cô nhắn cho nó một tin, rồi xem như dứt tình chị em từ đó đến giờ. Còn về con Kim, cô rất hy vọng một ngày nào đó nó đi một mình ra đường và vô tình bá vào vai cô. Cô sẽ cưng nựng nó giống y như cái cách cô xúc cái hốt rác vào đầu nó vậy. Chồng cô về đã được nghe hàng xóm tường thuật là chuyện mẹ cô đánh nhau. Mà anh cũng không có trách mắng gì, chỉ nói cô sau này đừng có đánh nhau như vậy nữa. Vậy mà anh lại đi tìm cái tên Cường rồi tẩm quất cho nó một trận thừa sống thiếu chết, đến mức cô và mẹ phải lên phường để bảo lãnh anh về. Lúc đến phường, chỉ có anh ngồi một mình ở đó, còn tên Cường thì không thấy đâu. Hỏi ra mới biết, nhà tên Cường quen biết máu mặt gì đó nên cho hắn ta về trước. Mẹ kiếp, khốn nạn vậy đó. Về đến nhà, mẹ chồng cô vừa giận vừa xót xa đứng nhìn chị Duyên chấm cái thuốc sức cho anh. Bà mắng, tự dưng con đi tìm cái thằng đó làm cái gì hả, Trực? Anh bị bầm một chút trên mặt chứ không có bị cái gì nặng. Anh nhìn cô, rồi lại liếc mắt sang chỗ khác, giọng anh trầm xuống. Sự cố thôi mẹ, sẽ không có lần sau đâu. Mẹ chồng cô thở dài, bực dọc. Cô thì đứng một bên không biết nói cái gì. Chị Duyên vừa bôi thuốc vừa luôn miệng. Mẹ thương cậu lắm. Từ đó tới bây giờ, cậu có đánh ai đâu mà nay lại đi đánh người. Là ai xúi cậu hả? Cái con mụ Duyên này mở miệng ra là thấy cái móc câu. Trực gạt tay chị Duyên ra, anh đứng thẳng dậy rồi phun lại một câu khó chịu. Em lớn rồi, không có ai xúi được em cả. Chị Duyên lúng túng. Thì chị cũng không có ý gì đâu. Nếu không có ý gì thì sau này chị đừng có nói những cái lời như vậy nữa. Người nghe người ta hiểu lầm thì không có tốt. Anh quay người bỏ đi lên trên phòng. Đi đến nửa cầu thang, anh lại sai người gọi cô một tiếng. Hòa, lên theo anh. Cô gật gù xin phép mẹ chồng rồi chạy nhanh lên trên. Thật là thú vị, cái mặt chị Duyên nó đen thui quê sệ một cục luôn. Em cười cái gì? Vừa mở cửa phòng bước vô, cô đã nghe được giọng hậm hực của chồng. Đứng ở trước cửa chớp mắt nhìn anh, cô thấp giọng trả lời. Em có cười gì đâu. Trực đang ngồi trên sofa, biểu cảm của anh cực kỳ không vui. Anh nhìn cô rồi lại ngoắc ngoắc tay. Lại đây. Cô đột nhiên ngoan ngoãn như con cún giữ nhà, đi đến trước mặt anh rồi ngồi xuống kế bên. Anh có đau không? Sao lại đi đánh? Anh là gì cái này? Đây là cái điện thoại của tên Cường mà sao lại... Cô nhìn cái điện thoại trên tay anh, trong lòng cảm thấy hơi rối rắm. Sao anh lại lấy điện thoại của tên Cường? Rồi anh ta có biết không? Trực nhìn cô, anh trả lời. Nó không biết. Anh trộm. Cô mở mắt ra nhìn, rồi hét lên đầy bất ngờ. Trộm hả? Ừ. Anh trộm làm gì? Nó làm đơn thư anh nó còn chưa đủ phiền phức hả? Mai giao cho luật sư là xong. Dăm ba đứa như nó thì làm cái gì được anh? Nhưng... anh trộm điện thoại của hắn ta làm gì? Sao tự dưng lại trộm? Trực nhìn cô, anh đưa cái điện thoại đến trước mặt rồi hỏi. Nhớ pass không? Cô gật gật. Nhớ,
nhưng mà hên xui à. Vậy đọc đi. 2205. Được rồi. Thấy anh mở cái điện thoại tên Cường ra, rồi lướt đến ô video mở ra xem. Cô càng nhìn, càng không hiểu được cái chuyện gì đang xảy ra nữa. Đưa điện thoại cho cô coi, hai mắt anh híp lại, giọng khàn khàn. Anh lấy cái điện thoại để xóa mấy cái video này. Tự dưng nhìn thấy một chuỗi video hiện ra, lòng cô có chút cồn cào khó chịu. Con bà nó chứ. Cô và hắn chia tay 8 kiếp rồi, hắn tao còn lưu mấy cái video cầu hôn làm con mẹ gì nữa chứ. Chợt nhìn lại gương mặt sừng sỏ không vui của Trực, cô liền tìm cách nói đỡ cho mình. Là video hắn ta cầu hôn em, không biết sao hắn ta còn lưu nữa, đúng là cái thằng điên mà. Gương mặt sát khí của chồng vẫn không có giảm đi được chút nào. Anh ấn vào một video rồi hạ thấp giọng nói. Anh quan tâm đến video cầu hôn chó chết kia làm cái gì? Cái anh để ý là video em mặc bikini ở biển, thằng chó chia tay rồi mà vẫn để trong máy để ngắm hả? Mẹ nó chứ. Cô bị sốc một chút. À không, là sốc nhiều chút mới đúng. Cái video này có phải là video phim heo đâu mà anh gay gắt như vậy chứ. Mặc bikini tắm biển thường tình thôi mà. Cô ngồi xuống nhìn anh, thật bình tĩnh để hỏi han. Anh, em chỉ là mặc bikini thôi. Bikini cũng không có quá sexy mà. Anh nhìn, bực dọc trả lời. Nhưng mà em với nó chia tay rồi. Anh thấy hành vi lưu giữ video bán khỏa thân của người khác như vậy, cứ biến thái cái kiểu gì đó. Đàn ông ai mà làm vậy? Nếu là anh sẽ không có làm vậy đâu. Trời đất ơi, anh ơi là anh, chồng ơi là chồng. Cái nguyên nhân chính gây ra sự việc đánh nhau kia chính là mấy cái video cô mặc bikini được lưu trong máy của tên Cường. Cô nghe Trực kể lại, cái tên Cường hẹn gặp mặt anh rồi kiếm chuyện với anh trước. Anh đã nhịn rồi, nhưng hắn ta lại đem mấy cái video cầu hôn ra chọc tức anh. Đáng lý là anh sẽ không có tức rồi đánh hắn đâu, mà cho đến khi anh thấy mấy cái video cô mặc đồ bơi ở trong máy của tên Cường. Thôi thì ý trời rồi. Cha cô cũng chịu chứ đừng có nói là cô, xui cho tên Cường. Vì cái gương mặt bị thương dài chỗ nên Trực xin nghỉ mấy hôm. Anh dùng mấy ngày phép trong năm để nghỉ nên cũng không ảnh hưởng gì đến công việc. Chuyện anh và tên Cường đánh nhau, luật sư nói là không có gì đáng ngại, chỉ là thư kiện nhân sự giặt giảnh mà thôi. Còn về cái điện thoại của tên Cường, hắn ta hình như chưa biết là điện thoại hắn bị mất. Sáng sớm, vừa đứng dậy khỏi giường, thân dưới đột nhiên chảy ra một ít chất lỏng. Cô có chút bàng hoàng, vội vàng chạy thẳng vào phòng tắm. Mà lạ quá, vẫn chưa đến ngày mà, hay là do lần trước cô sảy thai, nên lần này kinh nguyệt không có điều đặn, chắc là dậy rồi. Lần này, đến tháng lại thấy đau bụng dữ dội, tắm rửa xong, cô chỉ biết leo lên giường nằm nhắm mắt mà rên rỉ. Đau cái kiểu này chắc chắn là không có đi học được rồi. Hôm nay là phải nghỉ học. Buổi sáng bỏ cử không ăn, Trực phải đem cháo loãng với nước đậu đỏ lên cho cô uống. Thấy cô mặt nhăn mày nhó, anh quan tâm. Đau nhiều lắm hả? Đau lắm. Có cần đi bệnh viện không? Anh đưa em đi. Thôi, đau bụng này ai lại đi bệnh viện? Vậy em ngủ một chút đi, một lát nữa chắc sẽ hết đó. Cô gật đầu, rồi khẽ xoay người trùm mền, không trả lời thêm. Giờ này thì nói năng cái gì nữa, ngủ là thượng sách. Lúc mơ màng, nửa mê nửa ngủ, thì bỗng nhiên cảm nhận được giống như có cái gì đó nó ấm ấm đang vờn qua vờn lại trên bụng của mình. Khẽ xoay người, cái chất ấm ấm kia vẫn còn nguyên không có xê dịch chút nào. Một cảm giác dễ chịu dần dần lan tỏa, hai mắt cũng nhíu chặt lại hơn. Giấc ngủ lúc này có phần hài hòa hơn hồi nãy rất nhiều. Ngủ một giấc rất dài, mãi đến khi bụng đói réo lên inh ỏi, cô mới lồm cồm bò dậy tắm rửa, rồi thay đồ đi xuống bếp tìm cái gì đó ăn. Chồng cô không có trong phòng, chắc là anh đi đâu đó rồi. Bước được mấy bước xuống cầu thang, phía dưới nhà liền truyền lên vài giọng nói cười rôm rả.
Cô dừng chân rồi lắng tai nghe thử xem là dưới nhà đang bàn đến cái chuyện gì mà nghe có nhắc đến cả tên của cô. Con Hòa ngủ lâu quá, sao con không có lên kêu nó dậy? Dạ, cổ đau bụng, để con ngủ thêm một ít đi mẹ. Mày đó, cứ chiều vợ như vậy rồi nó hư. Ai tới tháng mà như nó đâu. Hồi đó mẹ mẹ có đau cũng cắn răng mà chịu. Thời bây giờ sung sướng quá nên tụi nó hư hết. Chồng cô không trả lời, lại nghe chị Duyên khẽ cất lên. Cậu kêu em ấy dậy ăn uống, kẻo đau bao tử, nằm hoài cũng không tốt đâu. Cứ để vợ em ngủ đi, khi nào đói thì cổ dậy. Mẹ chồng cô thở dài một hơi, giọng bà có chút bất mãn. Con cứ để cho vợ chồng nó muốn làm cái gì thì làm. Có vợ trẻ thì phải biết dậy, không dậy, mai mốt nó leo lên trên đầu nó ngồi, rồi nói làm sao mà khổ. Con Hòa bản tính cũng ngang bướng cứng đầu lắm, chứ có phải hiền lành gì đâu. Tính tình đầm thắm như con Duyên còn không có ăn được ai, kiểu như con Hòa, có mỗi mình mày mới chịu lấy nó làm vợ thôi đó con à. Đã vậy còn có sanh con cái nữa, may là mẹ dễ, chứ mẹ mà khó như người ta thì cái ngữ như con Hòa bị đuổi từ mấy kiếp trước rồi. Phía dưới phòng khách im lặng không phát lên một tiếng nói. Cô đứng trên đây lại thấy trào phúng vô cùng, hài hước thiệt đó. Cô cứ tưởng là mẹ chồng cô đã có cái nhìn khác gì cô rồi chứ, ai dè trước sau vẫn như vậy. Mẹ chồng đúng là mẹ chồng, khác máu tanh lòng là điều hiển nhiên. Mấy giây sau, cô lại nghe giọng chồng của cô. Thôi được rồi mẹ, vợ con nói được. Nếu mẹ không thích cổ, mẹ đừng có quan tâm tới cổ nữa. Vợ con về đây làm dâu cũng chịu thiệt thòi cho cổ lắm rồi. Mình là nhà chồng, mình dễ chịu một chút thì cổ tự biết mà đối đãi. Con thấy Hòa cũng không có làm cái gì sai. Mà nếu cô ấy sai, mẹ là mẹ, chỉ cần mẹ dạy là cô ấy sẽ nghe. Mẹ nói là cô ấy sẽ hiểu. Con đi làm ở bên ngoài đủ cực khổ rồi. Về nhà con chỉ muốn gia đình mình hòa thuận êm ấm mà thôi. Thì mẹ con có làm dễ làm khó gì vợ mày đâu. Thôi thôi đi, bây giờ có vợ rồi, mẹ nói cái gì cũng bằng thừa à. Sau này mẹ không có nói nữa. Con Hòa muốn làm cái gì thì làm. Mẹ à. Cô đứng trên lầu, nhìn thoáng được bóng dáng của mẹ chồng đang bực dọc đi vào phòng. Dưới phòng khách lúc này chỉ còn lại chị Duyên và chồng cô. Chợt có tiếng mụ Duyên vang lên. Dì nói vậy thôi chứ không có gì đâu. Cậu cãi lại dì ấy làm gì cho dì buồn. Mẹ em thì lúc nào cũng khó tính hết đó. Tới em còn thấy khó chịu thì hỏi sao giờ em chịu không được. Hòa nói cái gì với cậu à? Mà sao cậu nói vậy? Không, giờ em không có nói gì cả. Là tự em cảm nhận thôi. Nếu có thời gian, chị khuyên bảo mẹ giúp em. Em là con trai bà, nhưng mà em không có nói với bà được. Cậu trực nè, chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở. Cậu không có thể vì vợ mà bỏ mẹ cậu được. Mẹ chỉ có một, còn vợ không có cô này thì còn có cô khác. Cuộc đời này chỉ sợ thiếu mẹ thôi, chứ thiếu vợ thì lo gì. Con bà nó chứ. Cô không tin được là con mụ Duyên này nó nói ra được những lời như vậy. Mụ ta có phải là đàn bà không? Suy nghĩ cái kiểu quái gì lạ lùng vậy? Thấy chồng cô không trả lời, mụ Duyên lại ngọt ngào nói tiếp. Chị thấy cậu chiều Hòa quá, đành rằng biết vợ là để yêu thương, nhưng cũng không có thể quá đà như vậy được. Tụi chị cũng là phụ nữ, có người đau bụng đến tháng còn ngất lên xỉu xuống, nhưng vẫn phải đi làm đi học, không có dám kêu ca gì. Vợ cậu vẫn còn trẻ con, tính tình như công chúa thì làm mẹ cái kiểu gì được. Cậu thấy chị nói có đúng không? Vợ cậu nhà cửa cơm nước không đụng đến móng tay, chỉ ăn rồi đi học. Vì làm mẹ chồng như vậy thì quá tốt rồi, cậu còn muốn gì như thế nào nữa? Đúng 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 cái quần đùi, tức cái mình thiệt quá chứ. Lần này thì chồng cô mới lên tiếng. Em có tiền, nhà em có tiền, vợ của em không cần cái quần quật trong bếp. Tiền nhiều để làm cái gì? Là để cho vợ với mẹ sống an nhàn sung sướng. Mà dĩ như em không có tiền thì em cũng chia sẻ việc nhà được với vợ em vậy. Mấy cái chuyện giặt giảnh này không có cần đem ra làm thước đo với cổ. Lạc hậu rồi. Những gì chị nói em hiểu. Chỉ là em thấy chị chưa có chồng. Đợi chị có chồng đi rồi nói tiếp với em cái chuyện này. Nghe chồng cô trả lời mụ Duyên mà cô cảm thấy mát cái bụng gì đâu đó. Đó,
lấy chồng giàu thì để làm cái gì? Không lẽ nhà có điều kiện thuê được người giúp việc cũng bắt cô phải làm việc nhà hay sao? Ai lại đi dạy người giàu cái cách tiêu tiền bao giờ hả mụ Duyên? Thì chị chỉ góp ý với cậu vậy thôi, còn thế nào là tùy cậu. Quà lấy được cậu là quá tốt số rồi, chị muốn được như cổ mà còn không có được nữa đây. Thôi, em đi lên phòng, chị vào nói chuyện với mẹ đi. Thấy chồng đang bước lên, cô vội vàng chạy thật nhanh vô phòng. Lúc anh mở cửa vào thì cô đã ngồi chễm chệ trên giường, cái kiểu giống như là vừa mới ngủ dậy. Nhìn thấy cô, anh hỏi: Dậy rồi à? Dạ, em vừa mới chạy vào phòng đúng không? Có chút chột dạ, cô len lén nhìn anh. Có đâu, em... Trực ngồi xuống sofa, môi anh cười cười. Anh thấy em chạy lên phòng, em không cần chối nữa đâu. Sao, nghe thấy hết rồi hả? Đang buồn. Cô lắc đầu, rồi lại gật đầu, giọng cũng có chút buồn. Không, em không có buồn mẹ. Em là em buồn chị Duyên thôi. Em không hiểu sao chị ta lại nói được những lời như vậy. Một đứa vô tư như em nghe còn cảm thấy chạnh lòng. Nhắc đến chị Duyên, nụ cười trên mặt anh có chút co rút, giọng hơi không vui. Tư tưởng bọn họ giống nhau nên tách ra là hợp lý. Cô ngạc nhiên nhìn anh, giọng có chút phấn khích. Tách ra? Ý anh là sao? Em không hiểu thiệt à? Chị Duyên cũng cần có gia đình, sống mãi với nhà anh cũng không có được. Trong lòng cô vì câu nói này của anh mà nở hoa, đúng thật là chồng cô không bao giờ làm cho người ta thất vọng. Vậy là bao nhiêu bức xúc bực dọc liền bay hết đi. Cảm giác lúc này thật là dễ chịu. Trực đã không có ý kiến thì thôi, một khi đã có ý kiến thì đố con mụ Duyên tiếp tục giở trò chia rẽ được. Ngày hôm sau, cô nghe được mẹ chồng và chồng cô bàn nhau về vụ chị Duyên. Cô cứ tưởng là mẹ chồng sẽ phản đối gay gắt lắm, nhưng kết quả lại khả quan hơn mong đợi. Bà không chửi, không mắng, trái lại còn có chút ý kiến đồng tình. Đúng là mẹ chồng bị ảnh hưởng của tư tưởng cổ xưa khá là nhiều. Bà dù thương chị Duyên nhưng vẫn e ngại chị ta là gái chưa chồng, mà thực ra mẹ chồng cô là kiểu người phân rõ rạch ròi. Điều quan trọng nhất với bà là Trực. Hết thảy những gì bà làm đều là vì suy nghĩ cho con trai của bà. Sáng sớm cô đi học, đến chiều thì về. Trực đi công việc. Lúc cô về, anh vẫn chưa về đến nhà. Vừa mới lên phòng tắm rửa, định là xuống nhà bếp phụ giúp chị bếp nấu cơm, thì từ ngoài cổng đã nghe được giọng quang quang của ai đó giọng vô. Cô với chị bếp nhìn nhau, rồi mạnh ai nấy chạy ra xem là có chuyện gì. Ra chưa đến phòng khách, cô đã nghe được giọng mẹ chồng cô gian giọng. Chị nói cái gì? Con Hòa, con dâu tôi thì liên quan gì tới con trai nhà chị? Phía bên ngoài, một giọng nói đàn bà sổ sàng bay tới. Sao không liên quan? Trước khi cưới con chị, con Hòa nó là bạn gái thằng Cường nhà tôi. Hai đứa nó yêu nhau sắp cưới rồi, là con trai chị phá đám. Cái gì? Chị nói con ai phá đám? Chứ không phải do con trai chị qua lại với bản thân con Hòa mới chia tay nó hả? Ăn nói cho cẩn thận nha bà chị. Hai người đàn bà xem tuổi nhau đang cực kỳ hăng máu khẩu chiến. Cô bước lên, thấy được cái cảnh này mà chân tay muốn rụng rời. Nhanh chân, cô chạy đến gần mẹ rồi trừng mắt nhìn mẹ của tên Cường. Dì, đây là nhà chồng con, dì tới kiếm chuyện nữa hả? Thấy cô, mẹ tên Cường liền tru tréo khóc lóc. Hòa ơi là Hòa, dì nghe thằng Cường nói hết rồi, con giận thằng Cường thì giận. Chứ làm sao mà con có bầu, con không có nói cho thằng Cường biết. Dù sao cũng là máu mủ nhà dì, dì thương nó đứt ruột mà con. Mày ắt kiếp, chuyện gì nữa đây? Mẹ chồng cô kéo tay bà quát. Cái gì? Bầu gì hả Hòa? Cô vỗ vỗ tay mẹ chồng cô trấn an. Mẹ đừng có tin bà ta, mẹ con bà ấy ngậm máu phun người. Nhìn mụ ta, cô gằn giọng. Dì nói điên nói khùng cái gì vậy? Ai có bầu với con gì? Dì nói chuyện cho cẩn thận nha. Mẹ tên Cường ngồi phịch xuống sàn mà gào khóc ăn dạ. Con không cần chối, thằng Cường khai hết cho dì nghe rồi.
Bởi lúc con đi lấy chồng là vì nghi ngờ có chuyện quẩn khúc rồi. Mà sao con ác vậy hoà? Con có bầu với thằng Cường mà bắt thằng khác nhận. Chuyện này thất đức lắm, con có biết không? Trời đất mẹ ơi, có bầu với thằng Cường, đâu ra chứ? Cô điên tiết, đi tới lôi mẹ tên Cường đứng lên, hét vào mặt mụ ta. Dì tự tin y như là thằng con gì vậy đó. Mời dì biến khỏi đây trước khi tôi gọi công an gông cổ dì lên phường đó. Lôi mụ ta ra, mụ ấy dùng dằn chống cự hét vào trong cho mẹ chồng cô nghe thấy. Đó, bà thấy chưa? Con Hòa nó giấu nên nó mới đuổi tôi về. Cháu nội của bà là cháu ruột của tôi. Con Hòa có bầu với thằng Cường, nó thấy không ổn nên mới phá. Chát một cái, cô dùng sức tát vào mặt mụ này một cái thật đau. Mụ ta đau quá nên trừng mắt há hốc miệng. Cô lại tát thêm một cái nữa, tay cô cũng run lên vì giận. Bà y như một con điên. Con của tôi, bà lấy quyền gì mà nhắc tới nó? Bà cút đi. Bà không cút đi, tôi giết chết bà tại chỗ đó. Gương mặt của mụ ta càng lúc càng hiện rõ cái vai tiểu nhân. Mụ ta định nhào tới đánh cô, nhưng may là có tên Cường chạy vào can ngăn kịp thời. Mày buông tao ra đi, để tao đánh chết mẹ cái con mất dạy này. Cô vênh mặt cười lớn. Lại đây bà, mà bà mày tiếp hết. Cái con chó này. Tên Cường ôm mẹ hắn lại, hắn quát lên. Mẹ thôi đi, vụ kiện tụng chưa có xong, mẹ còn muốn gây rối nữa sao? Mụ già giãy đành đạch lên, gào khóc sùm. Cái thằng ngu này, nó đánh mẹ mày mà mày còn binh nó, cái thằng khôn nhà dại chợ. Thấy mẹ con họ xào xáo, cô liền xô tay đuổi đi. Anh đưa mẹ anh về giùm tôi một cái, làm ơn sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi và gia đình tôi nữa. Anh mà còn dài dòng dây dưa, tôi gọi cho nay tôi tìm anh tâm sự đó. Hai tiếng tâm sự, cô nhấn nhá khá mạnh. Tên Cường nghe xong, mặt mày có chút tái xanh, vội vã kéo mẹ hắn ta đứng lên, đưa mụ ta ra ngoài cổng. Hắn ta quay vào xin lỗi. Con thay mặt mẹ con xin lỗi bác, xin lỗi Hòa, là mẹ con không có hiểu chuyện nên mới ăn nói như vậy thôi. Chuyện hoàn toàn không phải như vậy đâu, bác đừng có tin. Mẹ chồng cô lúc bây giờ mới lên tiếng, nhưng câu mà bà hỏi tên Cường lại khiến cô và hắn ta đều cảm thấy hoang mang. Tôi hỏi cậu, cậu và con dâu tôi chia tay được bao lâu rồi? Tên Cường nhìn cô, mặt anh ta có chút ngại ngùng. Dạ, cũng lâu rồi, lâu rồi bác. Mẹ chồng cau mày, bà lại hỏi. Cậu với nó chia tay bao lâu thì con Hòa kết hôn? Mẹ! Nghe cô lên tiếng, mẹ chồng liền trừng mắt. Con câm miệng. Cậu nói đi, bao lâu? Tên Cường sợ đến toát mồ hôi, hắn ta run run trả lời. Dạ, khoảng 2 tháng. 2 tháng à? Dạ, là 2 tháng. Nếu không có gì nữa thì con xin phép đi trước. Trả lời xong, tên Cường quay người khúm na khúm núm đi thẳng ra cửa. Nhìn hắn ta đi rồi, cô lại quay sang mẹ chồng, định là giải thích. Mẹ, con và tên Cường không phải... Chưa kịp nói hết câu thì mẹ chồng đã tát cho cô một cái vào mặt. Bà nhìn cô chăm chăm, gương mặt bà giận dữ vô cùng. Bà chỉ tay vào cô rồi quát ầm lên. Khốn nạn! Cô là quân khốn nạn! Bị mẹ chồng đánh, trước là ngạc nhiên, sau là ủy khúc. Bà đánh thì không có đau mấy, nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô đứng trước mặt bà, không khóc cũng không la hét. Cô bình tĩnh. Sao mẹ đánh con? Mẹ chồng thở dốc mấy hơi. Bà được chị bếp đỡ lấy. Giọng bà run run. Cô còn nói nữa. Quan gia. Đúng là quan gia mà. Cô nhịn hết sức. Thấy sức khỏe bà không tốt, cô không muốn đôi co với bà. Chợt thấy bà không khỏe, cô đi tới đỡ tay bà, nhưng bà lại gạt phăng đi. Cô dọn ra khỏi nhà tôi ngay. Ngay lập tức. Mẹ, con cái gì thì từ từ nói. Cô dọn đi, ngay. Mẹ. Mẹ cô chưa nói dứt câu thì bà đã xỉu luôn trên tay bà bếp. Cô với chị bếp hốt hoảng, cả hai hô hào nhau tìm người đưa mẹ chồng đi bệnh viện. Ngồi trên taxi, chị bếp thì ôm mẹ chồng, còn cô thì gọi cho trực,
kêu anh đến bệnh viện chỗ chị Duyên gấp. May mà cô gọi cho chị Duyên trước, nên khi đến cửa phòng cấp cứu, bác sĩ đã đứng chờ sẵn để đưa người vô. Mẹ chồng cô được đẩy vào trong. Cô với chị bếp thì bị ngăn trước cửa. Trong lòng cô lúc này rối như tơ vò, cảm giác như vừa lo lắng vừa bất an. Bên trong cấp cứu được chừng 5 phút, thì Trực chạy tới, thấy cô anh gấp gáp. Mẹ đâu em? Có chuyện gì vậy? Cô nhìn anh, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn quyết nói thật không giấu giếm. Mẹ con tên Cường tới kiếm chuyện. Mụ ta nói lung tung, mẹ nghe được nên giận em rồi ngất xỉu. Em không biết phải làm sao nữa. Em thật sự không có muốn như vậy đâu. Mẹ được đưa vào phòng cấp cứu rồi, nãy giờ hơn 5 phút. Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc. Chợt anh khẽ thở dài, giọng điệu cũng không có chút bất mãn nào. Đã vậy anh còn nhẹ giọng an ủi. Anh hiểu rồi. Không phải do em đừng có tự trách mình. Cô gật đầu, cổ họng cũng đột nhiên nghẹn ứ, không nói được thêm gì. Cô rất muốn giải thích cho anh hiểu là lúc đó cô cũng hoảng loạn và sợ hãi nhiều lắm. Cô không hề muốn chuyện này xảy ra, càng không muốn mẹ phải ngất xỉu vì tức giận. Anh không mắng, anh không trách, nhưng cô biết rõ trong lòng anh nhất định là cảm thấy khó chịu. Mặc dù cô không có làm sai cái gì, nhưng nguyên nhân cũng do cô mà ra. Nếu không phải vì cô, thì mẹ con tên Cường đã không đến mà gây sự. Mím môi suy nghĩ, lấy một chút dũng khí. Cô nói, anh, thật ra thì... Lời nói chưa ra hết, thì từ bên trong phòng cấp cứu, chị Duyên đã nhào ra tát vào mặt cô một cái, nổ hết cả đom đóm. Chị ta đánh xong lại dung miệng dung mỏ. Tôi hỏi cô làm gì mà để dì ra nông nổi phải đến bệnh viện cấp cứu? Cô muốn giết dì tôi, đúng không? Em tôi chiều cô quá, nên cô không có coi mẹ chồng ra cái gì hả? Trước cửa phòng cấp cứu có biết bao nhiêu là người, ai cũng nhìn cô với ánh mắt tò mò ngại ngùng. Mụ Duyên vẫn chưa dừng ở đó, mụ ta tiếp tục lên tiếng. Dì tôi lỡ có chuyện gì thì cô chịu trách nhiệm được không? Ngày nào cô không có kiếm chuyện với mẹ chồng cô, thì ngày đó cô không ăn cơm ngon phải không? Trực, cậu nhìn đi. Vợ cậu quậy tung cái nhà này lên, quậy tới mức mẹ cậu nhập viện. Chuyện bác sĩ nói, cậu tin chưa? Trực hết nhìn cô, trở lại quay sang nhìn mụ Duyên. Mặt anh biến sắc, biểu cảm cực kỳ khó coi. Chị nói đủ chưa? Mụ Duyên trừng mắt, mụ ta giận đến mức đỏ hết mặt. Cậu còn binh, cậu còn... Lần này thì tới phiên chồng cô quát lên. Chuyện nhà của em không liên quan gì tới chị hết. Chị là bác sĩ, chị vào làm đúng nhiệm vụ của chị đi. Cậu... Mụ Duyên ngàn ứ không nói được cái gì, không có lay chuyển được Trực. Mụ ta quay sang liếc mắt nhìn cô, rồi lại ngúng ngẩy giận dỗi bỏ đi vào trong. Thấy mụ ta đi rồi, Trực mới kéo tay cô lại ghế ngồi xuống. Anh lo lắng hỏi, bị đánh có đau không? Cô lắc đầu, môi hơi mím. Nhẹ mà, không có sao đâu. Chị bếp ngồi yên lặng nãy giờ, bây giờ cũng rụt rè lên tiếng nói đỡ cho cô. Hồi nãy là bà đánh, bây giờ tới cô Duyên đánh. Mợ Hòa, tôi đi mua đá trùm cho mợ đỡ rác nghe. Không ai nói gì thì thôi, bây giờ tự dưng có người binh, lòng cô cũng trùng xuống, muốn biểu tình ăn vạ. Khẽ lắc đầu, cô thì thầm. Thôi chị, em không có đau. Trực khẽ đưa tay sờ sờ lên má cô, anh nhẹ nhàng hỏi, mẹ đánh em hả? Nghe anh hỏi, cô ngước mặt lên nhìn, rồi gật đầu, cô không hề giấu giếm. Mẹ đánh nhưng không có đau, chị Duyên đánh mới đau. Sao em không nói cho anh biết? Mẹ đánh vì hiểu lầm mà, có gì đâu mà nói anh. Anh nhìn cô chăm chăm, cô cũng nhìn lại anh chăm chú. Cả hai không ai nói với ai câu nào hết, giống như là không biết nói cái gì, cũng giống như là không còn gì để nói. Quả thật, thì mẹ chồng đánh cô không có đau, nhưng con mụ Duyên đánh cô thì rất là đau đó. Đợi thêm một lát nữa, mẹ chồng được đẩy ra ngoài. Bà lúc này cũng đã tỉnh, tạm thời theo dõi thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, rồi mới cho về nhà. Tỉnh dậy, mẹ chồng một khóc hai nháo không muốn gặp mặt cô. Bà cứ dọ sẽ rút dây truyền nước nếu cô còn ở lì trước mặt bà.
Dưới con mắt căm phẫn của mẹ chồng, cô đành nhượng bộ đi ra bên ngoài chờ. Đợi về nhà cô sẽ giải thích cho bà sau. Sức khỏe bà vẫn là quan trọng nhất, chuyện khác để từ từ giải quyết. Ngồi ở ghế chờ, cô thẫn thờ nhìn dòng người qua qua lại lại. Cuộc sống vậy mà khắc nghiệt với cô thật. Người yêu cũ cắm sừng, con thì mất, mẹ chồng thì không tin tưởng. Đúng là lâm ly bi đát như trong phim truyền hình. Mụ Duyên đi từ phòng hồi sức ra, thấy cô ngồi một mình, mụ ta cười cợt rồi quay mông đi mất. Không nhìn thấy thì thôi, tự dưng nhìn thấy mụ ta, 7749 cục tức của cô nó lại dâng lên cùng một lúc. Đứng dậy rồi đi theo sau mụ ta mà không cho mụ ta biết. Đi đến một lối rẽ ít người qua lại, cô đi nhanh để bắt kịp, đưa tay vỗ vào vai kêu mụ ta quay lại. Khi vừa mới quay lưng, cô ở đây đã dùng tay tát thẳng một cái thật mạnh vào bên má của mụ Duyên, khiến mụ ta trợn tròn mắt nhìn cô hoảng hốt. Hai mắt mụ ta trợn tròn lên, cái kiểu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Thấy vậy, cô cười, nụ cười rất là trào phúng. Có đau không? Hả? Mụ Duyên gào lên. Cô... Nhìn mụ ta, cô nhếch môi. Biết đau, thì sau này đừng có đụng vào tôi. Tôi là loại người ăn miếng trả miếng. Chị xấu xa bao nhiêu, thì tôi xấu xa lại bấy nhiêu. Nhắm làm có thắng tôi thì ăn hiếp tôi được đó. Chứ thủ đoạn ít hơn tôi. Thôi quên mẹ nó đi. Mày... Mụ Duyên vừa nói vừa dung tay định đánh. Nhưng tiếc cho mụ ta, cô đã nhanh tay hơn bắt kịp cổ tay của mụ. Trừng mắt lớn cô gằn từng tiếng. Chị quên tôi nói gì rồi hay sao? Nếu quên, để tôi nhắc. Chát một cái nữa. So với cái tát hồi nãy thì cái này nó nhẹ hơn một chút. Nhưng dù nhẹ hơn thì bên má của mụ Duyên cũng đỏ rần lên hết. Thấy cũng tội, nhưng thôi cũng kệ, không bao giờ được thương hại kẻ thù của mình. Chị đúng là lỗ tai cây. Tôi nói chị không có hiểu, thì để tôi đi đường quyền vài cái thì chị nhớ liền à. Chị nghe, già mà ngu, tưởng đánh tôi là tôi sợ hả? Không có đâu, mơ đi cưng. Mụ Duyên giống như bị sốc văn hóa, mụ ta không có nói được cái gì ngoài trân mắt ra nhìn cô. Thấy có vài người đi tới nhìn nên cô chỉ cười rồi quay lưng bỏ đi. Bước đi cũng có phần nhanh hơn vì sợ mụ ta úp sọt đánh từ phía sau đánh tới. Mà cũng may, đây là bệnh viện, dù có giận cỡ nào mụ Duyên cũng không dám làm càn. Còn phần về nhà, quên đi. Về đến nhà mà mụ ta muốn đánh cô thì cô lại cạo sạch cái lông đầu lông mông ấy chứ không có giỡn đâu. Trời đất ơi! Đánh có hai cái mà rát hết cả tay luôn nè. Da mặt của mụ Duyên đúng là dày thiệt đó. Mẹ chồng cô ngủ một giấc tỉnh dậy là xuất viện về nhà. Đến lúc về, bà dù không có thích nhưng cũng không thể đuổi cô xuống xe không cho cô đi chung về được. Suốt dọc đường đi, bà luôn miệng than trời trách đất, trách bản thân mình có mắt như mù mới rước cô về làm dâu. Người vô tư như cô nghe mãi cũng cảm thấy chạnh lòng đó. Tối hôm đó, mẹ chồng nhất quyết bắt trực ngủ với phòng bà để canh chăm sóc cho bà. Cô có xin để ngủ với bà nhưng bà không có đồng ý. Một hai chỉ bắt chồng cô ở lại. Căn bản là bà không muốn cho trực ngủ chung với cô thôi. Chứ sức khỏe bà thì thật sự đã ổn rồi. Cả đêm, cô nằm một mình ở trong phòng. Hết xoay bên này lại xoay bên kia, nhắm mắt muốn ngủ nhưng lại suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện. Tương lai của cô với trực thật sự khó khăn hơn cô nghĩ rất nhiều. Đến gần sáng, vừa chợp mắt được một chút thì trực lên phòng, cô tỉnh giấc hỏi han về tình hình của mẹ. Mẹ, sao rồi anh? Anh đi đến bên giường khẽ thở dài một hơi. Mẹ ngủ rồi. Sao em còn chưa ngủ? Anh vừa hỏi vừa xoa xoa tóc cô, giọng lại vô cùng dịu dàng. Khó chịu ở đâu à? Bụng vẫn đau hay sao? Nằm xuống đi, anh xoa bụng cho. Cô mím môi nhìn anh, bao nhiêu thứ suy nghĩ từ đêm qua đột nhiên lại vì câu quan tâm này mà chặn ngang lại. Do dự một chút, cô lắc lắc đầu để trả lời. Bụng em hết đau rồi, nhưng mà em đau lòng hay là... Tụi mình
dừng lại đi anh. Trực nhìn cô ngỡ ngàng, anh có chút lớn tiếng. Dừng lại? Tại sao? Cô ấp úng, lý nhí. Mẹ không thích em. Bây giờ mẹ còn hiểu lầm em. Em không có giải thích được. Mà có giải thích thì mẹ cũng không có tin. Thanh danh em mất rồi. Mà bản thân em không phải là người có thể chịu uất ức. Nhìn cô, môi anh cũng mang chút ý cười. Lấy anh rồi, cần cái gì thanh danh trong sạch? Có chút ủy khuất, cô sụ mặt. Cái tên Cường uất ức vì em không cho anh ta chén. Đến anh thì anh húp sạch từ xương đến thịt. Đã vậy còn có tai. Mà chuyện này mẹ không biết. Giải thích với mẹ, mẹ cũng không có tin. Mẹ nghĩ là em có tai với tên Cường rồi bắt con trai bà đổ vỡ. Ôi ơi, bà lại không có nghĩ đến cái vấn đề là em vốn cũng định cho cái tên Cường kia đổ vỏ thì đúng hơn. Quà, đứng đắn một chút có được không? Thiệt mà, nếu anh không chịu trách nhiệm, em sẽ bắt tên Cường nhận con để cắm sừng lên đầu anh ta. Em đã tính như vậy đó, tự dưng anh lại nhảy ra nhận con. Lời còn chưa nói ra, Trực đã đẩy cô xuống giường, rồi cứ dậy hung lên môi cô. Anh hình như giận, nút hôn có chút mạnh bạo. Môi chạm môi, muốn rực lửa, đã vậy còn bị anh cắn cắn vào môi ngay ngay nữa. Cô không phải là lần đầu tiên hôn môi với đàn ông, nhưng hôn cái kiểu mãnh liệt như thế này, đây là lần đầu tiên nếm thử với cư phó đó. Cái lưỡi thơm tho của ai đó, nó cứ cuốn chiếm lấy lưỡi của cô, thỉnh thoảng lại đảo quanh một vòng khoang miệng. Bây giờ có muốn nhắc về người yêu cũ nữa không? Cô vẫn khống chế phùng mang trợn má. Anh chỉ như vậy là cùng. Trực cười gian, anh đè sát lên người cô, bàn tay thon dài đặt ngay trên bầu ngực không có mặc áo lót. Cô chợt như điện giật, hai mắt mở to ra nhìn anh, miệng lắp bắp. Nè! Tên kia vẫn lưu manh so so mấy cái, bàn tay của anh như có ma thuật. Chạm đến chỗ nào, da thịt cô tê rần tới chỗ đó. Thấy cô cứng đờ người, anh lại mò mẫm xuống phía dưới. Chợt cảm thấy bàn tay của anh không có chịu yên phận, cô bèn kéo tay anh lên trên rồi cau mày quát. Anh muốn húp tiết canh hả? Anh nhìn cô, hai người nhìn nhau, đột nhiên cả hai cùng phá lên cười. Cười chán chê, anh mới lồm cồm bò dậy khỏi người cô, kéo cô ngồi theo, anh khẽ nói. Mình đừng có hẹn hò nữa, mình yêu nhau đi. Với câu đề nghị đột xuất này của anh, cô có chút sửng sốt. Yêu nhau hả? Nhưng mà mình bây giờ là mình yêu nhau có khác gì đâu. Anh cười, ánh nhìn rất dịu. Không khác mấy, nhưng anh muốn em đừng có đi, đừng có nói chia tay, đừng có nói ly hôn nữa. Anh là cơ phó, em để anh yên ổn chở người đi, có được không? Em không có làm gì anh cả, em cũng không có muốn khủng bố máy bay. Nhưng mà em khủng bố sự kiên nhẫn và chịu đựng của anh đó. Hay em muốn anh buộc em trên máy bay rồi đưa em đi theo cùng? Vợ của anh không có bị liệt. Nếu nhận là vợ của anh rồi thì đừng có nói bỏ cuộc nữa, nghe không? Em thật sự mệt mỏi lắm, làm vợ cũng không có đơn giản chút xíu nào. Trực tròn tay ôm cô, giọng anh vô cùng bất đắc dĩ. Và anh cũng là lần đầu tiên làm chồng. Anh có nhiều thứ cần phải học lắm. Chúng ta cùng cố gắng có được không? Anh là lần đầu làm chồng, cô cũng là lần đầu làm vợ. Hai người cần phải học hỏi nhiều hơn vậy. Chuyện của cô và Trực coi như là được xác định rõ ràng. Nếu lúc trước là tìm hiểu tôn trọng lẫn nhau, thì bây giờ là cố gắng hết lòng vì nhau. Cô thì nghĩ đơn giản như vậy. Dù sao, hai người cũng đã cưới nhau, ngu dại gì bỏ nhau trong khi hai người đang dần dần phát sinh tình cảm. Ở đời này, tìm người đàn ông điểu thì dễ, chứ tìm được một người hết lòng vì mình thì lại siêu khó. Mà Trực là đàn ông tốt, mà của tốt thì không có nên bỏ lỡ. Cô chính là người biết nắm bắt thời cơ, càng tốt thì càng phải giữ thật chặt. Mẹ chồng cô sức khỏe tương đối tốt, nhưng mà bà lại thích làm nũng với chồng cô.
thấy bà cứ miếu máu trách cô suốt ngày. Cô vừa thấy mắc cười, cũng vừa thấy tủi thân đôi chút. Đúng là có nói thì bà không nghe, bà cứ nói là cô lẻo mép. Mặc dù là vậy, nhưng khi mẹ ruột cô gọi hỏi thăm sức khỏe của bà vẫn vui vẻ niềm nở trả lời. Một chút nói khó cũng không có. Thật ra thì mẹ chồng không phải là xấu, bà chỉ là không có thích cá nhân cô thôi, chứ đối với gia đình cô, bà chưa bao giờ có ý xấu. Thôi, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Con gái đi lấy chồng, chỉ cần ba mẹ ruột không bị nhà chồng xài xể là cô đã thấy nhẹ lòng lắm. Việc học cô vẫn hoàn thành tốt, về đến nhà lại giúp chị bếp mấy chuyện giặt giảnh. Cơm nước của mẹ chồng mấy hôm nay đều là do cô nấu, bà không biết cô nấu nên vẫn ăn uống rất ngon lành. Chuyện của mẹ con tên Cường, chồng cô căn bản là không còn ghim ở trong lòng, nhưng ngại sẽ ảnh hưởng đến cô nên anh mới để yên không làm gì với mẹ con hắn. Mà thật ra cô cũng ngán ngẩm với tên Cường và những người liên quan đến hắn ta rồi. Lúc này cô chỉ muốn yên ổn mà sống thôi, chứ cứ đánh nhau hoài, cô sợ là sẽ thành đầu gấu đó. Xế chiều, cô với chị bếp nấu chè bắp, món mà mẹ chồng cô rất thích. Nấu xong, cô bưng vào phòng bà một chén, rồi nhỏ nhẹ lên tiếng. Mẹ, chè bắp mẹ thích ăn, con để trên bàn cho mẹ nha. Biết là cô giàu, nhưng mẹ chồng cô vẫn quay lưng không nhìn. Mặc dù có chút buồn, nhưng mà cũng quen rồi. Bà đã không thích thì cô cũng không có mặt dày ở lại. Mẹ ăn sớm để chiều còn ăn cơm nữa nha, con đi ra ngoài. Quay lưng bước ra ngoài, vậy mà chưa đi được mấy bước, đã nghe được tiếng loảng xoảng của chén bát rơi xuống sàn nhà. Vội quay người lại, cô thấy chén chè và ly nước lọc bị rơi đổ hết xuống sàn. Còn mẹ chồng cô thì ngồi bật dậy, nhìn chăm chăm vô cùng khó chịu. Bà quát ầm lên. Tôi không ăn, cô đem ra ngoài đi. Cô nhìn bà, rồi lại nhìn mớ chè bị đổ đầy dưới sàn nhà. Hít một hơi. Thiệt là uổng quá. Cô lặng lẽ đáp. Dạ, để con đem ra ngoài. Chị bếp chắc là nghe thấy tiếng đổ bể, chị chạy vô rồi dành dọn giúp cô. Con Tư, để cho con Hòa nó dọn, nhà còn nhiều việc, mày đi ra ngoài làm đi. Chị bếp có chút ngại. Bà, chè chín nó rít lắm, để con lau dọn phụ. Tao kêu mày ra ngoài, đi đi. Thấy mẹ chồng cô gây khó dễ cho chị bếp, cô mới lên tiếng. Cái này em dọn được mà, chị ra ngoài đi chị. Vậy để tôi đem cái này ra giúp mợ, rồi mợ lau dọn cho mau nghe. Dạ. Chị bếp đem cái chén bể đi ra ngoài. Cô thì hì hục lau chùi sàn nhà cho sạch sẽ thơm tho. Vừa lau nhà, cô vừa nghe mẹ chồng bóng gió nói cô đủ thứ. Nhưng mặc kệ, bình thường bà cũng không có gây khó dễ giống như vậy. Chắc là hôm nay bà có gì đó bực mình không có vui. Lau dọn xong xuôi, cô thưa với mẹ chồng một tiếng, rồi lặng lẽ đi ra bên ngoài. Làm dâu, làm vợ, thật không có đơn giản một chút xíu nào. Đem cái cây lau nhà xuống bếp, chị bếp mới chạy tới an ủi cô. Hồi nãy bà cố tình hả mợ Hòa? Cô gật đầu. Em cũng không biết nữa, chắc là vậy. Bà này kỳ ghê đó. Đó giờ bà có dậy đâu, hay là để chiều cậu về cô nói lại với cậu, để cậu nói lại với bà, chứ cứ dậy hoài á, tội cho mợ. Nghe chị bếp đòi nói cho chồng cô nghe, cô vội vàng ngăn cản. Chuyện có gì đâu, chị đừng có nói, mẹ nó không thích em, bây giờ mà còn có chuyện nữa là mẹ ghét em luôn đó. Thôi, để từ từ mẹ cũng nguôi ngoai à, không có sao đâu chị. Mợ nói vậy thì thôi, tôi không có nói nữa, mất công tội cho mợ thêm. Cô gật gật, trong lòng cũng thầm cảm ơn chị bếp. Chuyện đã rối, Trực nóng tính binh vợ lại càng rối hơn. Mẹ con họ gây nhau, cuối cùng cô mới là người chịu khổ nhiều nhất. Không phải chuyện gì cũng mét với chồng, so với cô thì anh mới là người khó xử nhất.
Buổi tối, Trực mới đi làm về. Lúc anh về thì mẹ đã ngủ. Anh nói chưa có ăn cái gì, nên cô dội xuống nấu cho anh chút gì đó ăn. Định là nấu đồ ăn cho anh ăn cơm, nhưng anh lại nói là muốn ăn mì. Ok, có liền. Làm vợ hiện đại không có ngại nửa đêm. 10 phút sau, cô đem lên một dĩa mì xào bò thơm ngon nóng hổi. Phía trên còn trùm cả trứng, đặt cái dĩa mì trước mặt anh. Anh cứ gọi là xuýt xoa tròn mắt. Ủa, em nấu thật hả? Tất nhiên rồi, là bổn cô nương nấu cho anh đó. Anh cười lớn, thích thú cầm đũa lên nếm thử. Ngon đó, ta thích. Cả hai cùng phá lên cười, nhìn anh ăn ngon miệng. Cô cảm thấy vô cùng sảng khoái. Ăn xong, hai người đi dạo một vòng trước sân rồi mới chịu vô ngủ. Nhưng mà giường ai nấy ngủ, tạm thời anh vẫn chưa được xâm chiếm sang giường của cô. Sáng hôm sau, dậy chuẩn bị đi học. Hôm nay chồng cô có lịch bay, nhưng anh vẫn như cái thói quen thường ngày, dậy sớm để tập thể dục. Lúc cô chuẩn bị đi, thì vừa lúc anh cũng vừa chạy bộ về. Thấy cô đang định đi học, anh liền nhanh miệng lên tiếng. Để anh tắm rồi đưa em đi nghe. Không cần đâu, em đi xe máy được mà. Hôm nay được nghỉ, anh ở nhà ngủ thêm đi. Anh vừa cởi áo thun trên người, vừa nhìn cô nói gấp. Để anh đưa em đi, làm chồng là phải đưa vợ đi học đi làm. Chờ anh một chút nghe, lẹ thôi. Sáng sớm chưa có ăn cái gì, lại được ngắm cái múi thịt, nhìn cái cơ bắp đâu vào đó trên người anh. Cô tự dưng lại muốn sanh con. Ghê thiệt đó nghe. Ngon vậy, không trách làm sao nhiều bạn gái. Thấy cô nhìn, anh chợt nghiêm mặt rồi quát lớn. Quà, cẩn thận. Đang tập trung vào cơ thể của anh, nên khi anh quát lên, cô giật mình muốn rớt tim ra ngoài. Vội vàng nhìn trước nhìn sau, không thấy gì khác lạ, cô mới bực dọc. Cái gì vậy? Cẩn thận gì? Lúc này anh mới cười lớn. Anh kêu em cẩn thận coi chừng chảy nước miếng. Em nhìn anh như thấy đồ ăn ngon vậy đó. Mẹ kiếp, cái tên tự phụ này. Cô trừng mắt nhìn anh, rồi đi nhanh lại đấm cho anh một cái vào ngực. Cô cằn nhằn. Anh dọ em có ngày em đứng tim em chết cho anh vừa lòng. Trực giang tay ôm cô, anh cười vui vẻ. Bảo bối, đừng có giận. Ghê ha, lại còn bảo bối nữa. Bảo bối gì? Không biết em là bảo bối thứ mấy mà anh gọi rồi đó. Anh hai em nói tình trường của anh chắc phải dài hơn sông Cửu Long đó. Anh nhìn cô thì trầm giọng. Hưng nó nói anh như vậy sao? Anh hai em nói luôn đó, đáng tin. Phải rồi, anh hai có em là nhất chứ gì. Lấy chồng rồi mà cứ anh hai, anh không là cái gì trong lòng của em hết đúng không? Cô ôm eo của anh, thừa cơ hội anh đang giận dỗi, cô sờ trộm trên ngực của anh một chút. Chu cho mẹ ơi, hết sảy luôn. Thấy cô im lặng không trả lời, anh lại kéo sát cô vào lòng, giọng anh trầm xuống. Cô Hòa, cô có thương tôi không? Cô bị anh siết đến nghẹn, vội vàng trả lời. Anh đoán coi. Không có đoán được. Cô ngọ nguậy trong lòng anh, trở lại ngước nhìn anh cười vui vẻ. Để tối về em trả lời, bây giờ em sắp trễ học rồi kìa. Hai mắt anh mở lớn, ý cười càng lúc càng đậm. Buổi tối? Được được được, tối về anh lại hỏi tiếp. Nhớ là trả lời cho đầy đủ đó nghe không? Trả lời không đầy đủ thì cứ trả lời đến sáng luôn. Cô lườm nguýt anh. Anh thức tới sáng được không? Nhéo lên mũi cô một cái, rồi kê miệng nói thầm vào tai cô. Anh chỉ sợ là em thức đến sáng không có được thôi. Yếu lắm cô nương à. Cái tên này thiệt tình à. Nói xong, anh nháy mắt với cô một cái, rồi lấy quần áo nhanh chóng đi vào phòng tắm. Đứng ở bên ngoài, đỏ mặt tía tai, trong đầu cứ nó dần tới dần lui cái cảnh lần trước cô và anh A, B, C, A tới Z. Mặc dù say xỉn không có nhớ rõ cho lắm, cô vẫn nhớ được mang máng cái cảm giác khá là tuyệt. Trời đất ơi, cái kiểu này là phải kêu cái con Kiều nó mua gấp cho mấy bộ đồ ngủ quyến rũ một chút,
tình hình này có mà lên bờ xuống ruộng. Đang mãi suy nghĩ thì điện thoại của anh chợt reo lên. Đi đến cầm điện thoại lên, cô xem thì thấy có người đang gọi trên tin nhắn của Facebook. Cô thì thường không có quan tâm lắm đến bạn bè của anh, nhưng lần này vô tình thấy được ảnh đại diện là nữ giới. Cô tự dưng lại sinh ra chút tò mò. Định ấn nghe thì người đó lại không gọi nữa. Chưa tới mấy giây sau, message lại vang lên liên tục mấy tiếng tinh tinh. Lòng tò mò trỗi dậy, cô ấn mở máy rồi mở tin nhắn ra coi. Wow, là một cô đồng nghiệp gọi chồng cô là phó soái. Phó soái? Anh tiện đường đưa em đến sân bay luôn có được không? À quên, là hôm nay anh được off, xin lỗi anh nha. Mà không có anh thì tụi em buồn lắm, đại tỷ khó tính quá hả? Đây chỉ là tin nhắn vừa tới, phía trên có đến hàng chục hàng trăm cái tin nhắn dẻo quẹo của cô gái tên Nhã này. Có điều Trực trả lời cũng không có mấy mặn mà, cô ta nhắn 6-7 tin thì chồng chỉ trả lời có một tin hoặc là để lại icon rồi thôi. Vậy mà Nhã muội muội vẫn nhắn rất đều và rất nhiều, nhắn còn nhiều hơn cô nhắn tin cho chồng. Trời ơi, mệt quá, cô lại ngửi thấy cái mùi em gái mưa ở đâu đây rồi đó. Đợi chồng tắm ra, cô mới lơ đãng. Hồi nãy có ai nhắn tin cho anh đó, tên Nhã. Trực gật gật, thái độ vô cùng dửng dưng. Cái con bé đó phiền phức lắm, anh không thích nói chuyện. Lần là cô hỏi tiếp. Đồng nghiệp của anh hả? Là người mới đang được chị Ngọc bồi dưỡng. Cô ta cứ đi theo anh gọi anh là phó soái. Ban đầu còn cảm thấy vui tai, gọi riết là thấy nhàm. Thì người ta yêu quý anh mà, có phước vậy mà không biết hưởng. Anh lúc này mới nhìn đến, đi tới chỗ cô, vừa nắm tay anh vừa nói. Nếu nói tới yêu quý, thì cả sân bay đều yêu quý chồng của em, vì chồng em vô cùng đẹp trai. Nhưng mà chồng em có vợ rồi, vợ sinh lại đanh đá. Căn bản là anh không có thời gian để ý tới ai đâu. Nghe thấy mà mát cái bụng, cô mỉm cười. Dẻo miệng thiệt đó. Anh cũng chỉ cười chứ không trả lời. Mà thật ra cũng không có trách chồng cô được. Anh cứ phong độ ngời ngời như vậy thì không trách sao con gái nhà người ta không yêu mến chứ. Mà đồng ý cho là yêu mến đi chăng nữa thì Nhã muội muội này có chút quá đà rồi đó. Không lẽ cô ta không có thấy chồng cô đeo nhẫn cưới trên tay hay sao? Mà nếu cho là không có để ý đi chăng nữa thì không lẽ không ai nói cho cô ta biết là phó soái của cô ta vừa mới lấy vợ sao? Cỡ này nên đặt một dấu chấm hỏi thật lớn ở đây mới được. Đến chiều tối, dưới quê cô lại xảy ra chút chuyện. Bác cô bị tai nạn, được chuyển đến bệnh viện lớn ở đây để cứu chữa. Nhà bác ít người nên mẹ cô phải vào chăm sóc, cùng là phụ nữ nên chăm sóc cho nhau tiện hơn. Sau khi đón mẹ từ bến xe, cô chỉ trực đưa bà đi thẳng vào bệnh viện luôn, chứ không có ghé ngang nhà. Vào thăm bác gái cô một lát, mẹ lại kêu cô với anh về nhà nghỉ ngơi, để bệnh viện có bà là được rồi. Cô định là ở cùng mẹ, nhưng mẹ cô không chịu. Bà nói bệnh viện đông đúc chật chội, người bệnh còn không có chỗ nằm thì nói gì đến người nuôi bệnh. Thấy cũng đúng nên cô mới không có đòi ở lại. Nhưng cô dặn bà có gì phải gọi cho cô ngay. Trực quen với bác sĩ ở đây nên anh có gửi gắm bác gái cho bác sĩ. Cũng nhờ vậy nên bác và mẹ cô có chỗ nằm tốt hơn người khác một chút. Đúng là bệnh viện tuyến lớn nhất, đâu đâu cũng nhìn thấy toàn là người bệnh. Về đến nhà mệt mỏi quá nên cả hai cùng lăn ra ngủ. Vẫn là mỗi đứa một nơi, chưa có tiến triển gì khác. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Con Nối Dõi, tác giả Du Phong Vân. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 4.